Xin chào mọi người, lại là mình Alex đây. Hôm nay lúc mà mình đi làm, mình chợt nhớ lại cái quãng thời gian khi mà mình còn ở bên Hàn Quốc và mình từng đi làm thêm ở các quán ăn như bao du học sinh khác. Quãng thời gian khi mà mình mới bắt đầu đi làm, mình có bao nhiêu là những cái bỡ ngỡ, những cái không biết mà không thể nào có thể hỏi hết tất cả các anh chị đi trước được. Thế nên ngày hôm nay mình quyết định là tổng hợp thành một cái clip nhỏ nhỏ một số những cái từ vựng tiếng Hàn dành cho các bạn nào đi làm phục vụ bàn tại quán ăn ở bên Hàn Quốc, để khi mà các bạn đi làm các bạn sẽ không quá gặp bỡ ngỡ. Thì những cái từ vựng này của mình không phải những cái từ vựng gì để quá cao cấp hay cao siêu cả. Thế nên với bạn nào mà đã biết tiếng Hàn rồi thì clip này coi như các bạn xem cho vui ha. Còn với những bạn nào mà mới chỉ học tiếng Hàn và mới bắt đầu sang Hàn, chưa có kinh nghiệm đi làm thêm trước đây thì các bạn nhớ xem hết cái video này cùng mình nha. Thông thường là sẽ có hai phần vị trí quan trọng trong một quán ăn tại Hàn Quốc mà người ta hay tuyển. Thứ nhất là làm ở chủ bang, thứ hai là làm hunsobing. Thì chủ bang có nghĩa là làm trong bếp, và từ hunsobing này ý là người chạy ở bên ngoài, người mà trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. Những từ vựng sau đây mình sẽ giới thiệu theo thứ tự: khi mà khách hàng bắt đầu đi vào trong quán ăn, sau đó họ bắt đầu gọi món, và khi mà khách hàng rời quán ăn rồi mình dọn dẹp các thứ. Ngoài những cái từ vựng mà mình giới thiệu sau đây ra, ví dụ những bạn nào mà chưa từng có kinh nghiệm đi làm thêm trước đây, thêm các bạn cũng có thể tham khảo một số những cái quy trình khi mà đi làm tại quán ăn ở Hàn Quốc thì nó sẽ như thế nào, để mà lần đầu tiên đi làm mình không quá bỡ ngỡ. Tình huống của mình ngày hôm nay sẽ là mình có khách hàng đi vào trong một quán ăn, và quán ăn của mình xin để là quán thịt nướng nha, bởi vì chủ yếu các bạn bên Hàn làm thì cũng làm quán thịt nướng, và ngày xưa mình cũng đã từng làm quán thịt nướng thì cái ví dụ nó sẽ sát thực hơn. Ở bên Hàn khi mà có khách hàng đi vào trong quán ăn, việc đầu tiên mà các bạn làm phải là chào hỏi với khách hàng. Với một số quán ăn thì có thể họ sẽ đọc tên của cái quán ăn đấy rồi thì chào khách hàng. Ví dụ như là ngày xưa mình từng đi làm một quán thịt tên là Thồn Cua An. Khi mà có khách hàng đi vào trong quán ăn này thì tất cả mọi người sẽ đồng thanh nói to lên là Thồn Cua An im ta, ảnh nhau ha xe. Còn thông thường với một số những cái quán ăn khác thì họ chỉ cần ví dụ như là ở sâu xe hoặc là ảnh nhau ha xe. Thì đấy là những cái cách chào hỏi đơn giản nhất. Ok, bây giờ khi mà khách hàng vào đến cái cửa quán ăn rồi, cái việc thứ hai mà các bạn cần hỏi đấy là các bạn cần biết cái nhóm khách này có bao nhiêu người, để mà tương ứng như thế các bạn sẽ chuẩn bị những thứ như là khăn ướt rồi cốc nước vân vân. Thì cái câu mà hỏi anh chị bao nhiêu người, các bạn có thể dùng từ là mệt bún đi xế ồ, mệt bún đi xế ồ. Thông thường khách hàng sẽ trả lời như sau, ví dụ nhóm của mình là nhóm đi hai người đúng không, khách hàng sẽ trả lời là thò hi thú meo nhé. Khách hàng bây giờ người ta đến hai người đúng không nào, có một số khách ấy, thì người ta sẽ hỏi các bạn là người ta ngồi đâu thì được, hỏi thì ảnh chưa mang thuế cái. Thông thường như ngày xưa mình còn đi làm thì mình hay trả lời ví dụ như là phiên an han trả đi để sau ảnh chưa xin mang thuế kết gì ta. Đấy là với trường hợp mà cái quán ăn của mình bạt ngàn chỗ, khách hàng thích ngồi đâu thì ngồi, ngồi đâu cũng được. Thế nhưng mà với những cái trường hợp mà quán rất là đông, chỉ còn một vài chỗ thôi ấy, các bạn sẽ phải hướng dẫn khách đi theo bạn. Các bạn có thể nói với khách là 이쪽으로 따라오세요. 이쪽으로 따라오세요. Rồi bây giờ khách hàng đã đến chỗ ngồi và họ đã đặt mông yên vị tại chỗ ngồi của họ rồi. Thông thường ở bên Hàn Quốc khi khách hàng tới sẽ có tối thiểu 3 thứ cơ bản mà các bạn cần phải mang ra đưa cho khách. Bình nước trong tiếng Hàn thì mình sẽ có từ là 물병, 물병. Cốc nước thì cũng hết sức là đơn giản, 물컵. Rồi tiếp theo là khăn ướt, tiếng Hàn là 물티슈. Khi mà các bạn mang những cái đồ này ra, các bạn cũng có thể hỏi khách là người ta sử dụng cái món nào. Với kinh nghiệm của mình thì hồi đấy mình thường chỉ dùng những cái mẫu câu đơn giản như sau: 물 도와드린가요? 주문은 어떻게 도와드린가요? 주문은 어떻게 하시겠어요? đi ăn một quán thịt lúc mà các bạn mang theo 물컵, 물병 và 물티슈 thì các bạn sẽ mang theo luôn cả cái kẹp thịt và cái kéo cho khách hàng để người ta có thể vừa ăn vừa cắt thịt, 집게 và 가위. Ra thì các bạn biết từ숟가락 và 젓가락 trong tiếng Hàn có nghĩa là muỗng và thìa đúng không nào? Thì bây giờ cả một bộ muỗng thìa trong tiếng Hàn người ta sẽ sử dụng từ là su chỏ. Bây giờ các bạn đã hỏi khách hàng xem là họ sẽ gọi món như thế nào rồi đúng không nào? Bình thường ở bên Hàn khi mà gọi đồ ăn thì cũng sẽ gọi theo suất. Những cái món mà gọi theo suất thì mình có từ suất trong tiếng Hàn là inbun. Ví dụ khách hàng muốn gọi 3 suất thịt thì người ta sẽ nói là 고기 3인분 주세요. Với từ inbun thì các bạn sử dụng số Hán Hàn. Còn ví dụ là khách hàng người ta không sử dụng từ inbun mà người ta sử dụng từ kè thì người ta thường sẽ nói là 고기 3개 주세요. Giờ khách hàng gọi món xong xuôi rồi, các bạn sẽ đi vào cái quầy thanh toán, nó có một cái máy POS đấy, thì các bạn sẽ bắt đầu, các bạn sẽ nhập những cái món ăn của khách hàng gọi, rồi sau đấy các bạn sẽ vào trong bếp và bê bàn chan
ra bên ngoài cho khách hàng. Bên Hàn thì có rất là nhiều các loại bánh chan vô vàn luôn, mình đếm không hết. Nhưng mà với những cái quán thịt chẳng hạn thì sẽ có những cái bánh chan cơ bản như sau mà thông thường là mình thấy không có quán thịt nào là không có hết. Đầu tiên là sam. Sam này tức là những cái lá rau để mà gói khi ăn với thịt ấy. Thông thường họ sẽ sử dụng những cái lá như là lá sang chu. Lá sang chu này chính là lá xà lách đấy mọi người. Tiếp theo là lá kenip. Mình thấy ở Việt Nam mọi người dịch là lá tía tô, nhưng mà thực ra nó không phải là lá tía tô nha mọi người. Trong tiếng Hàn thì từ ke có nghĩa là vừng. Kenip nếu mà dịch ra là lá vừng, nhưng mà mình không biết nó có đúng là cái lá vừng từ cái cây vừng hay không mà nữa. Ngoài ra thì mình sẽ có những cái phần săn phụ khác, ví dụ như là mà nê, tỏi, hồ chu hoặc là tenh chô, tức là cái loại ớt xanh cay của Hàn Quốc á. Ở Hàn thì người ta sử dụng khá là nhiều các loại nước chấm cho các món thịt. Tùy từng loại thịt thì các bạn lại có những cái nước chấm riêng. Ví dụ như thịt ba chỉ, mình thấy người Hàn thường sẽ chấm với tương dầu mè. Tương dầu mè này là mình dịch từ tiếng Hàn qua tiếng Việt thôi, bởi vì trong tiếng Hàn người ta gọi là kirim chang, và có chỗ người ta cũng gọi là sô cơm chang. Được làm từ muối cộng với là dầu mè. Ngoài ra thì ở bên Hàn người ta cũng hay sử dụng thêm một cái loại nước chấm nữa là sam chang. Bây giờ các bạn đã mang hết đầy đủ đồ nghề setting cái bàn đấy cho khách hàng rồi, khách hàng đã gọi món xong xuôi rồi, và các bạn đã mang bàn chan ra đầy đủ cho khách hàng rồi, thì bây giờ trong quá trình khách hàng ăn, mình nói thật khách hàng nào cũng vậy thôi, trong quá trình ăn là họ phải gọi nhân viên phục vụ đến 5-7 lần. Thế nhưng mà được cái là ở bên Hàn họ không cần phải em ơi như ở trong Việt Nam. Ở bên Hàn cái bàn nào cũng vậy, người ta sẽ thường gắn một cái chuông. Cái chuông này họ chỉ cần ấn một cái là người nhân viên sẽ tự biết cái bàn nào gọi mình, và nhân viên chỉ cần ra cái chỗ bàn đấy và hỏi là họ cần gì là được. Trong tiếng Hàn cái chuông đấy được gọi là ho chul pel, ho chul pel. Bình thường khi mà khách hàng nhấn vào cái chuông đó thì số bàn của khách hàng sẽ hiện lên trên một cái màn hình, và cái màn hình này thường sẽ được gắn ở một chỗ nào đấy dễ thấy ở trong nhà hàng, để cho người nhân viên có thể nghe tinh tong một phát và nhìn lên cái màn hình đấy là biết là khách hàng nào đang gọi mình. Rồi bây giờ khi mà các bạn ra chỗ của khách hàng thì các bạn vẫn dùng cái mẫu câu ban đầu khi mà các bạn hỏi khách hàng là họ dùng gì á, để hỏi lại họ là được. Muốn thoa thử cái muốn thoa thử cái. Bây giờ thì khách hàng người ta muốn vô vàn mọi thứ các bạn ạ. Có khách hàng thì người ta muốn là thêm thắt cho họ đồ phần chan, ví dụ trong trường hợp mà họ ăn hết ấy. Thứ hai, ví dụ trong trường hợp của mình là khách hàng đến quán thịt, khi mà ăn quán thịt các bạn biết là các bạn nướng thịt được một lúc thì cái vỉ nướng các bạn sẽ cần phải thay đúng không nào, thì trong tiếng Hàn cái từ vỉ nướng này là từ bulpan. Bulpan khách hàng có thể nói những cái câu ví dụ như là như này để nhờ các bạn đổi cái vỉ nướng này, bulpan jeom bakgwo juseulleyo, hoặc là bulpan bakgwo juseyo. Nhiều khi người ta còn không nói từ bul mà người ta chỉ sử dụng từ pan thôi, ví dụ như là pan chum phạc qua chú xin lẻ. Thì đó các bạn nghe cái từ đấy thì các bạn nêm một phát là xong. Đấy, đấy là trường hợp mà khách hàng người ta muốn đổi cái vỉ nướng. Ngoài ra còn có trường hợp mà khách hàng muốn xin thêm rượu bia, rồi thì cốc bia, cốc rượu các thứ thì cũng hết sức đơn giản. Các bạn biết trong tiếng Hàn từ bia là mạch chu, từ rượu là sô chu, và rượu gạo trong tiếng Hàn là mạc con lê, cốc rượu trong tiếng Hàn là sô chu chan, còn ly ly bia trong tiếng Hàn thì người ta sử dụng từ là mạch chu tràn. Mình bonus thêm cho các bạn một chút xíu thôi, ở bên Hàn ấy mạch chu thì người ta sử dụng phổ biến nhất là hai loại mạch chu là katsu và haitu. Sô chu thì cũng có nhiều loại, ví dụ như là cham sô chu, hoặc là chamisul, hoặc là chontei. Thường người ta sẽ hỏi xin thêm là akchima. Apchima có nghĩa là cái tạp về đeo vào để mà ngăn không cho đồ ăn nó bắn vào quần áo của mình á. Khách hàng người ta ăn uống cũng phè phỡn rồi đấy. Bây giờ cũng là lúc mà phải tính tiền rồi, bye bye khách hàng đúng không nào? Thì bên Hàn Quốc có cái là khi mà các bạn ăn xong, các bạn không đợi tính tiền tại chỗ mà các bạn sẽ ra quầy thu ngân và tính tiền tại quầy thu ngân. Thì khi mà khách hàng tới quầy tính tiền thường họ sẽ bảo là kế san jom hae juseyo, hoặc là kế san hae juseyo. Thì đấy các bạn tính tiền cho khách hàng, các bạn đọc số tiền là người ta ăn hết bao nhiêu tiền ra là xong. Xong rồi các bạn tính tiền xong rồi các bạn cảm ơn người ta với khách hàng, và không quên bonus cho họ một nụ cười thật là thân thiện để mà lần sau họ lại quay lại tiếp. Rồi khi khách hàng đi các bạn có thể nói với họ là tốt ô xèo, để lần sau họ còn quay lại, còn tất nhiên quay lại hay không đấy là do họ lựa chọn. Coi như là khách hàng đến rồi, ăn rồi, đi rồi, xong xuôi rồi đúng không nào? Mình sẽ bonus thêm một cái đoạn sau sau khi mà khách hàng đi rồi, các bạn sẽ phải
dọn dẹp cái chỗ ngồi của khách hàng đấy để mà đón tiếp cái đợt khách tiếp theo, thì các bạn sẽ chạy vù một cái vào trong chùi bang và trong bếp, để các bạn sẽ xách theo một cái chành ban. Chành ban trong tiếng Hàn có nghĩa là cái khay bên Hàn, khi mà các bạn bê phần chăn ra bàn cho khách hoặc là các bạn dọn bàn thì người ta sẽ có một cái chành ban rất là lớn, mình nghĩ nó phải tầm này á, một cái chành ban lớn như vậy để mà ra mang đồ đạc bê một phát đi vào luôn. Rồi các bạn lấy chành ban ra, các bạn sẽ thu dọn hết tất cả bát đũa rồi này nọ các thứ ở trên bàn ăn đang bừa bộn của khách hàng đúng không nào. À đấy, nói đến những cái thứ bừa bộn này thì mình quên mất, mình chưa giới thiệu thêm cho các bạn một từ đáng ra là cũng quan trọng, đấy là từ xọc xì. Mình không biết tả như nào, mình sẽ để cái hình ở đây nha các mọi người. Ngoài ra mình cũng quên nói cho các bạn thêm một cái nữa là bên Hàn hầu như quán ăn nào người ta cũng có cơm, và cơm bên tiếng Hàn ấy thì là tất nhiên từ rất là dễ, đấy là thập thập. Thế nhưng bên Hàn còn có một kiểu là người ta sẽ cho cơm sẵn vào trong một cái bát. Cái bát này là một cái bát làm bằng nhôm và thường nó sẽ có hai lớp hoặc một lớp. Hai lớp thì sờ ở bên ngoài nó sẽ không nóng, còn nếu mà một lớp thì nó sẽ rất là nóng, là người ta gọi là khùng ki phập. Khùng ki phập, các bạn đã dọn hết bát đũa này nọ đồ ăn dư thừa ở trên bàn ăn của khách hàng rồi, thì các bạn lại bê cái này chạy tót vào trong bếp, rồi các bạn phải đi ra tiếp để mà lau cái bàn đấy đúng không nào. Lau bàn trong tiếng Hàn thì là tắc tà, từ này thì cũng đơn giản thôi, lau cái gì thì các bạn cũng dùng từ tắc tà là được. Nhân thể nói với từ tắc tà thì mình cũng giới thiệu thêm cho các bạn là từ chiu tà. Chiu tà trong tiếng Hàn thì có nghĩa là xóa này, xóa bỏ này nọ các thứ. Ví dụ như các bạn có từ chiu ke là cái tẩy á. Thế nhưng mà khi mà các bạn đi ăn, khi mà trong nhà hàng các bạn sẽ nghe người ta khách hàng sử dụng cái từ chiu tà này rất là nhiều lần luôn. Ví dụ như là dọn phần chan ra cho khách hàng, thế nhưng mà họ không cần cái món phần chan đấy, hoặc là khi mà khách hàng người ta ăn để lại một đống bát đũa ở trên bàn và họ thấy vướng thì họ sẽ nhờ các bạn là mang cái bát này mang đi đi. Thì trong tiếng Hàn cái khi mà các bạn muốn thể hiện những cái từ như thế thì các bạn có thể sử dụng từ chiu tà. Ví dụ như là khách hàng muốn nói với bạn là bạn dọn cái đĩa này đi, thì thường họ sẽ nói là chuối sông han tế y chop si chiu chu si léo. Dọn dẹp xong xuôi rồi, lau bàn xong xuôi rồi, mang bát đũa đi vào thì bây giờ phải rửa bát. Mình xin kết thúc video của mình ngày hôm nay với một từ rửa bát, đấy là từ solkochi. Solkochi. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về những cái từ vựng mà có thể sẽ hữu ích cho mọi người khi làm việc tại một quán ăn tại Hàn Quốc. Tất nhiên từ vựng của mình chưa hẳn là cụ thể quá, nhưng mà mình nghĩ là cũng sẽ có thể hỗ trợ cho những cái bạn nào mà mới bỡ ngỡ hoặc là chưa biết rõ tiếng Hàn nhiều khi đi làm. Mong là video này thực sự có hữu ích cho mọi người. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều nếu như mọi người đã xem đến tận cái giờ phút này của cái video. Mình nghĩ là video của mình cũng hơi hơi dài đấy. Kênh YouTube của mình không phải là về dạy ngôn ngữ. Thế nhưng mà thỉnh thoảng đột nhiên mình nảy ra một cái idea nào đấy, hoặc là mình đột nhiên nghĩ ra một cái gì đấy rất là thú vị và có thể nó sẽ hữu ích được cho mọi người, và nằm trong cái khả năng mà mình biết thì nhất định mình sẽ quay lại một cái clip và up lên để chia sẻ cho mọi người. Vậy thì bye bye mọi người ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip sau.